Chào các bạn. Đây là món chả lá lốt thịt heo nè. Món này thì nhanh ngon, lại đơn giản nữa. Sau đây thì mình mời các bạn cùng xem cách làm nha. Phần nguyên liệu thì mình có là 400g thịt heo. Cái này mình đã băm nhuyễn ra rồi. Các bạn nên chọn thịt nó có nạc có mỡ á, thì làm món này nó sẽ ngon hơn ha. Đây là 100g giò sống. Có giò sống thì món chả của mình nó sẽ dẻo ngon. Còn không có thì các bạn thay bằng một cái lòng đỏ trứng. Rồi mình dùng một ít hành lá nè. Đây là lá lốt. Mình dùng là 300g. Rồi thêm một ít tỏi và hành tím nữa ha. Xong nguyên liệu rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Hành tỏi để mình đập dập mình băm nhỏ ra. Rồi hành lá thì mình cũng cắt nhỏ ra luôn. Mình lựa một ít lá lốt nó gắt hoặc là nó nhỏ quá đó thì mình cắt ra để mình trộn chung vào chả cho nó thơm. Rồi cắt xong lá lốt thì mình đi trộn chả nha. Mình cho hết 400g thịt vào. 100g giò sống. Rồi đây là hành tỏi băm nhuyễn. Hành lá. Lá lốt cắt nhỏ mình cho vào luôn. Giờ mình nêm gia vị vào ha. Mình dùng là một muỗng cà phê hạt nêm. Một muỗng cà phê nước mắm. Rồi dầu hào, mình dùng là một muỗng cà phê. Nhiều đây khoảng một muỗng cà phê đường vung nè. Rồi chút xíu bột ngọt nữa ha. Rồi thêm nửa muỗng cà phê tiêu nữa cho nó thơm ha. Rồi xong thì mình trộn lên. Tốt nhất thì các bạn nên trộn mình nhồi bằng tay. Mình trộn, mình bóp, mình nhồi cho nó thật là kỹ nè các bạn. Đó, xong thì bây giờ mình sẽ để đây. Mình ướp khoảng 15 phút. Sau 15 phút thì mình đi cuốn lá lốt. Mình lật cái bệ bóng xuống dưới nè. Mình gấp hai bên lại. Để mình gói nó đẹp hơn á. Mình múc thịt mình cho lên trên. Rồi sau mình cuốn nó lại thôi. Cái này đơn giản lắm các bạn. Để mình cuốn lại như vậy là xong rồi nè. Còn lại những cái lá lốt nhỏ mà mình khó xếp đó thì mình cứ cho thịt vào. Sau đó mình cuốn lại thôi. Lá lốt mình đã cuộn thịt xong. Nếu thấy mà dùng không hết á thì các bạn có thể cắt vào tủ lạnh. Mình bảo quản như chả giò vậy đó. Khi nào ăn bao nhiêu á thì mình lấy ra mình chiên bấy nhiêu thôi. Chiên chả lá lốt á thì các bạn để cho chảo dầu nó vừa hơi nóng thôi. Thì mình cho chả lá lốt và mình chiên được rồi. Mình thấy như vậy là vừa nè. Các bạn để cho dầu mà nó sôi hoàn toàn á. Dầu mà nóng quá đó thì mình cho chả vào đó, nó dễ nổ lá, nó văng dầu á.
Và lá lỡ vung ra thì mình dùng đũa mình cuộn lại. Này mình để lửa vừa mình chiên. À, trong lúc chiên thì mình chở để cho chả chín đều ha. À, chiên cho chả hơi vàng gì nè là mình gắp ra được rồi đó. À, mùi thơm lắm các bạn ơi. Cái này không chiên á thì các bạn đem đi nướng. Nướng thì nó sẽ ít dầu mỡ hơn. À, mình chuẩn bị một tô bún nè. Mình gấp giả lên. Hôm nay mình ăn cùng với bún, dưa leo, một ít xà lách rau thơm. À, mình chan nước mắm chua ngọt lên mình ăn. Cái nước mắm chua ngọt này á, mình có để công thức ở phía dưới á, các bạn xem ở phần mô tả nha. Mình trộn nó lên. À, mời các bạn ha. Chả thì dẻo mềm, vị vừa ăn, thơm cái mùi đặc trưng của lá lốt. Mình ăn cùng với bún rau sống á, ngon lắm các bạn. Lâu lâu ngán cơm á, mình hay làm món này để đổi món. Thì có thời gian á, các bạn hãy làm để cho cả nhà mình thưởng thức ha. Đến đây thì cái món chả lá lốt của mình đã làm xong rồi. Thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Giờ mình chào, hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nhé.